Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua, người dân ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc em Linh 21 tuổi, chú xã Luận Thành, huyện Thường Xuân bị sát hại thương tâm vào ngày 16 tháng 2 tức mùng 7 Tết. Phải tới trưa 20 tháng 2 Thi thể Linh mới được gia đình đưa về địa phương để làm thủ tục an táng. Trong căn nhà nhỏ mái ngói đơn sơ, rất đông người thân hàng xóm tới thăm hỏi chia buồn cùng gia đình ông LXS sinh năm 1982, ngụ thôn Thành Thắng. Ai cũng tiếc thương cho cô gái trẻ xinh đẹp, hiếu thuận nhưng đoàn mệnh. Cháu ngoan hiền, biết lo cho bố và hai em nhỏ, cứ tưởng có công việc ổn định để giúp bố và các em ăn học. Ai ngờ cháu nó lại chịu cảnh đau lòng đến vậy. Bảo oanh cô ruột của nạn nhân đau buồn nói. Nhớ lại khi xảy ra sự việc, một người thân của Linh cho biết thêm Khoảng 23 giờ ngày 17 tháng 2 tối mùng 8 âm lịch, gia đình Linh nhận được cuộc gọi từ Hà Nội. Phía đầu dây là người bạn trọ cùng phòng, nói không thể liên lạc với Linh trong hơn một ngày qua. Linh cảm bất an, gia đình Linh lên đường ngay trong đêm, vượt quãng đường 200 km từ Thường Xuân Thanh Hóa. Họ có mặt tại Hà Nội khoảng 4 giờ sáng 18 tháng 2 và bắt đầu hành trình đi tìm cô bằng cách trình báo Công an phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm về sự việc. Sau đó người thân linh đến các khu nhà trọ, chung cư do cô quản lý để tìm kiếm thông tin. Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng ghi nhận được hình ảnh của em là khu vực nhà cho thuê trên phố Bùi Sương Trạch, quận Thanh Xuân. Camera ghi nhận lúc này là 18 giờ 35 ngày 16 tháng 2, Linh đi ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc. Khoảng thời gian 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với những người thân của Linh. Họ cố tìm mọi cách với hy vọng sớm có thông tin của em. Vậy nhưng, chiều muộn 19 tháng 2, tất cả như sụp đổ khi thi thể em được tìm thấy ở khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Theo ông Cầm Bá Tâm, trưởng thôn Thành Thắng, gia đình nạn nhân là hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông S mất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông. Ông S phải một mình nuôi ba con ăn học. Linh là chị cả trong nhà. Khi vợ ông S mất, lúc đó Linh mới 17 tuổi nhưng cháu nó đã phải nghỉ học giữa trường. Ra Hà Nội tìm việc làm để hỗ trợ bố nuôi hai em ăn học. Ông Tâm chia sẻ, cũng theo ông Tâm, kể từ ngày vợ mất, ông S sức khỏe không ổn định, công ăn việc làm không có nên gia đình ông S chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Giờ người con gái đầu qua đời, không biết gia đình anh ấy có vượt qua được khó khăn này không, ông Tâm thương cảm. Trước cái chết của chị Linh, bà con hàng xóm ai cũng bàng hoàng thương xót cho cô gái phải chết oan uổng khi tuổi đời còn rất trẻ. Bây đây, công an thành phố Hà Nội có thông tin về vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nghi phạm trong vụ án là Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Nạn nhân trong vụ án là chị Lê Thị Thị Linh, 21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra xác định ngày 22 tháng 1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision màu đen ở ngõ 190 Nguyễn Trãi Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Hào đem cầm cố lấy 10 triệu đồng, sau đó đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình để ở. Đến trưa ngày 25 tháng 1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết. Sáng 16 tháng 2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thùy Linh khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2 mùng 7 Tết. Hào hẹn gặp chị Linh Tại nhà số 1, hẻm 14 ngách 40, ngõ 79 cầu giấy để xem phòng trọ, do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về, đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Tại đây Hào đã được chị Linh dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy cô gái đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóc cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị Linh đã chết, Hào đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Đối tượng đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C, ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàng, tổ 24, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đến 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã khởi tố vụ án, ra quyết định trưng cầu Viện Pháp y Hà Nội giám định pháp y tử thi, trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố giám định ADN của đối tượng Hào. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện giám đốc công an thành phố chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tập trung điều tra, củng cố hồ sơ tài liệu để khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, mở rộng điều tra làm rõ toàn bộ hành vi, động cơ, mục đích phạm tội của Hào và các hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan nếu có để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 16 tháng 2 tại phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Mới đây, Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang, về tội giết người cướp tài sản. Hào là nghi phạm giết và cướp xe máy, điện thoại của chị Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, quê huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Người mất tích từ mùng 7 Tết. Trước khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản, Hào còn là đối tượng đã trộm cắp chiếc xe máy tại phường Thượng Đình Thanh Xuân rồi mang bán lấy 10 triệu tiêu xài. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn luật sư thành phố Hà Nội đánh giá hành vi của đối tượng Hoàng Minh Hào là rất giả mang, tàn ác, không còn tính người, Đối tượng đã lên kế hoạch dụ nạn nhân lên phòng 302, tầng 3, khu chung cư mini với lý do thuê trọ rồi sát hại nạn nhân, chiếm đoạt tài sản. Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng đã giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp, sau đó đối tượng đã lấy một chiếc xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn. Về mức án mà nghi phạm Hoàng Minh Hào có thể phải đối mặt theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, xét hành vi của đối tượng này đã phạm ba tội giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123, 168, 173 Bộ Luật Hình Sự. Đối với tội giết người với nhiều tình tiết, định khung tăng nặng để thực hiện tội phạm khác và có tính chất côn đồ, đối tượng Hoàng Minh Hào có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Bên cạnh đó, có một số ý kiến thắc mắc Vụ án mạng xảy ra tại quận Cầu Giấy, nhưng tại sao đơn vị ra quyết định khởi tố lại là công an quận Thanh Xuân? Về vấn đề này, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho biết, thông tin cơ quan chức năng ban đầu hào bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Trong quá trình đấu tranh làm rõ hành vi này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nghi ngờ hào còn thực hiện hành vi giết người đối với cô gái 21 tuổi ở quận Cầu Giấy nên đấu tranh buộc hắn phải khai nhận hành vi giết người và cướp tài sản. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dựng lại hiện trường vụ án để làm rõ vụ việc. Theo quy định về tố tụng hình sự, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án cấp quận, huyện có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự có hình phạt tới 15 năm tù, tội rất nghiêm trọng. Với vụ án hình sự mà tội danh quy định trên 15 năm tù, tù chung thân tử hình thì thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng cấp tỉnh, thành phố. Nếu cơ quan cấp quận, huyện phát hiện ra vụ việc không thuộc thẩm quyền của mình thì có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Với tội giết người và cướp tài sản hình phạt trên 15 năm tù nên thẩm quyền thuộc về cơ quan điều tra cấp tỉnh, trong vụ án này là công an thành phố Hà Nội. Đây là vụ án phức tạp, liên quan nhiều hành vi vi phạm pháp luật có thể cấu thành nhiều tội danh khác nhau nên có thể lúc đầu công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an quận Thanh Xuân để xác minh làm rõ. Công an quận Thanh Xuân sẽ củng cố hồ sơ để khởi tố về một số tội danh, sau đó sẽ chuyển thẩm quyền đến công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra. Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, liên quan vụ lừa chạy án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đồng thời chuyển tòa án nhân dân cung cấp để xét xử vụ án. Cùng bị truy tố với ông Đỗ Hữu Ca, có vợ chồng chùm mua bán hóa đơn trái phép là Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng 10 đồng phạm khác. Các bị can bị truy tố về các tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ, trốn thuế. Theo tài liệu điều tra, năm 2007, sau khi kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh sinh năm 1979, Trương Xuân Đức sinh năm 1971, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, và vợ quản lý, điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được Đức giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán, kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh nhân dân căn cước công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Cũng theo hồ sơ điều tra cho thấy, từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 5 năm 2022 Vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời. Kết quả điều tra xác định, số lượng hóa đơn Đức và Ngọc Anh mua bán trái phép là 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 41 tỷ đồng. Khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Trương Xuân Đức bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của Đức và Ngọc Anh quản lý điều hành. Lo sợ bị xử lý liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo Ngọc Anh đến gặp Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Sau đó Ngọc Anh đến nhà đỗ hữu ca tại xã Canh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng, thông báo việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý, điều hành, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông ca tìm hiểu tác động trại án cho Đức không bị Công an Quảng Ninh xử lý hình sự về hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Mọi chi phí Đức và Ngọc Anh sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông ca. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo Ngọc Anh và Đức phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng, và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Ngọc Anh đã thông báo cho Đức về số tiền cần phải chuẩn bị và trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, Đức và Ngọc Anh đã bốn lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kinh Giang. Lần đầu vào tháng 10 năm 2022, Đức rút 8 tỷ đồng từ tài khoản cá nhân và vay của bạn 2 tỷ đồng. Sau đó Đức cầm 10 tỷ đồng đựng trong hai túi du lịch tối màu đi taxi về thành phố Thái Bình gặp bạn nhờ chuyển cho Ngọc Anh rồi thông báo cho Ngọc Anh biết. Ngọc Anh nhận hai túi du lịch đựng tiền cầm đến phòng khách nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói chỉ chuẩn bị được 10 tỷ đồng, nhờ ông Ca giúp chạy tội cho Đức và được ông Ca đồng ý. Sau đó Ngọc Anh để lại tiền và ra về. Lần thứ hai sau đó khoảng một tuần, sau khi đã nhiều lần qua hỏi cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng về việc lo chạy án, nhưng ông ca trả lời chưa thấy thông tin gì từ phía cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh nên Đức lo lắng, về nhà lấy tiếp 5 tỷ đồng rồi nhờ người chờ đến nhà ông Đỗ Hữu Ca. Khi đến nơi, người này chờ ở ngoài, còn Đức mang tiền để vào trong phòng ngủ tầng 1 nhà của ông Đỗ Hữu Ca, rồi Đức nói chuyện về việc đưa thêm số tiền 5 tỷ đồng, tiếp tục nhờ giúp chạy án và được ông Ca đồng ý. Lần thứ ba vào tháng 11 năm 2022, thời điểm này mặc dù đã đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca hai lần, nhưng cơ quan điều tra vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Đức và Ngọc Anh tại cơ quan thuế nên Đức và Ngọc Anh quyết định đưa thêm 15 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca để lo chạy tội. Đức nhờ một giám đốc ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong thành phố Hải Phòng rút 14,970 tỷ đồng từ tài khoản thấu chi của Đức, sau đó Đức thêm vào 30 triệu đồng cho vào hai bao vải loại bao đựng tiền của ngân hàng rồi thông báo Ngọc Anh đến nhận tiền. Theo yêu cầu của Đức, giám đốc ngân hàng trên chỉ đạo lái xe của ngân hàng lái ô tô chở Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca. Tài xế này còn giúp Ngọc Anh xách hai bao tiền để vào trong phòng khách nhà ông ca, sau đó đi về. Còn Ngọc Anh ở lại nói cho ông ca về việc mang 15 tỷ đồng đến và đưa cho ông ca xem bản chụp tờ công văn của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đức tại cơ quan thuế để ông ca lo chạy tội cho đúng. Ông ca bảo Ngọc Anh cứ đi về để ông ca lo việc này. Lần thứ tư là vào tháng 12 năm 2022, thời điểm ngay sau khi Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hồ sơ liên quan đến các công ty của Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh tại Cơ quan Thuế. Đức lo lắng vì thấy việc chạy án chưa có kết quả, nên chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đồng đến đưa cho ông Đỗ Hữu Ca để nhờ chạy tội. Lần này, Đức tiếp tục liên lạc với Giám đốc Ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong nhờ rút 5 tỷ đồng trong tài khoản thấu chi của Trương Xuân Đức cho vào bao đựng tiền của ngân hàng, sau đó lái xe chở Ngọc Anh cùng bao đựng tiền đến nhà ông ca. Khi gặp, Ngọc Anh nói đưa thêm 5 tỷ đồng nhờ ông ca chạy tội giúp Đức vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi nghe Ngọc Anh cho biết Đức vẫn đang lẩn trốn, ông ca bảo Ngọc Anh cho mình gặp Đức để nói chuyện. Qua điện thoại của Ngọc Anh, ông ca đã nói chuyện với Đức bảo Đức về gặp mình. Ngày hôm sau, Đức và Ngọc Anh đến nhà gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng. Tại đây, vợ chồng Đức hỏi về kết quả chạy án, nhưng ông ca vẫn nói chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an Quảng Ninh. Và báo Đức về nhà ông ca ở một thời gian để tiện trao đổi công việc, nhưng Đức từ chối. Ngoài ra, trong quá trình đưa tiền nhờ ông Đỗ Hữu Ca chạy tội, Đức báo con trai nhiều lần đến gặp ông Ca tại nhà riêng ở xã Kênh Giang để hỏi về việc của Đức. Nhưng tất cả các lần đến gặp, ông Ca đều trả lời là đang lo việc cho Đức, cứ bình tĩnh, yên tâm. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi vì quá lo lắng nên đến gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đức cùng Ngọc Anh đến nhà ông ca tại xã Kênh Giang để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng, còn ở công an Quảng Ninh, ông ca đã nhờ người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Nếu cần, ông ca sẽ bố trí cho sang Quảng Ninh gặp người này, đồng thời bảo Đức yên tâm về nhà ăn Tết không phải lo lắng. Vì nể nang ông Đỗ Hữu Ca nên Đức và Ngọc Anh không sang Quảng Ninh gặp người đàn ông này, đồng thời tin tưởng ông Ca lo chạy án xong. Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh sau đó đã một mình đến nhà ông Đỗ Hữu Ca hỏi về việc đã lo chạy tội cho Đức rồi mà Đức vẫn bị bắt và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa, nhưng ông Đỗ Hữu Ca không trả lại tiền, còn mắng và đuổi Ngọc Anh về. Ngày 7 tháng 2 năm 2023, Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Ngày 18 tháng 2 năm 2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 22 tháng 2 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can ra lệnh tạm giam ông Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ ngày 3 tháng 3 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, qua chứng từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh Điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong quá trình bị xét hỏi, ông Ca tỏ ra hợp tác với cơ quan điều tra. Ông Ca khai đã nhận tiền của doanh nhân nhưng không hoặc chưa tác động đến cá nhân cơ quan chức năng nào để chạy án. Ông Ca đã nộp lại toàn bộ số tiền 35 tỷ đồng mà doanh nhân đã đưa cho cơ quan điều tra. Ông Tô Ân Sô thông tin. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Về bổ sung quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe trong dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 không quy định nội dung này. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý, một số đại biểu đề nghị bổ sung quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật. Qua nghiên cứu, phân tích đánh giá, Bộ Công an nhận thấy việc quy định điểm trừ điểm của giấy phép lái xe vào dự thảo luật là cần thiết. Theo Bộ Công an, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông hiện nay diễn ra rất phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém. Tính trung bình hàng năm, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý trên 3 triệu trường hợp vi phạm, trong khi tai nạn giao thông đã giảm nhưng còn ở mức cao, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu do lỗi của người lái xe không chấp hành các quy định của pháp luật giao thông đường bộ. Mặt khác, việc quản lý người lái xe sau khi được sát hạch, cấp giấy phép lái xe hiện nay bị buông lỏng. Cơ quan chức năng chưa có các biện pháp quản lý phù hợp, nhất là quản lý việc chấp hành pháp luật của người lái xe. Bộ Công an cho biết, nghiên cứu tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, các nước tiên tiến trên thế giới như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc đều có quy định trừ điểm giấy phép lái xe đối với người lái xe khi có hành vi vi phạm có nguy cơ gây mất an toàn giao thông nhằm quản lý việc chấp hành pháp luật. Qua nghiên cứu các lĩnh vực quản lý nhà nước khác như y tế, dược, pháp luật cũng đã quy định biện pháp quản lý hành chính nhà nước tương tự thu hồi chứng chỉ hành nghề để tăng cường quản lý nhà nước đối với việc chấp hành pháp luật của các tổ chức cá nhân. Bộ Công an cho rằng, cần hiểu trừ điểm giấy phép lái xe sẽ là một biện pháp quản lý nhà nước, không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay. Qua đó, quản lý người lái xe trong suốt quá trình từ khi đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho đến quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe, việc vi phạm và tái phạm từ đó tác động tới hành vi, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của người lái xe. Về việc trừ điểm đối với các lỗi hành vi, Bộ Công an cho biết khi xử phạt, cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi vi phạm nghiêm trọng, nguy cơ gây mất an toàn giao thông cao, mức trừ điểm cụ thể trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể, đảm bảo không trùng chép với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trường hợp giấy phép lái xe còn điểm người lái xe tiếp tục được phép điều khiển phương tiện sau một năm kể từ lần trừ điểm gần nhất nếu giấy phép lái xe còn điểm thì được phục hồi số điểm ban đầu bộ công an cho hay việc này không tác động trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh đời sống hàng ngày của người dân vẫn quản lý được quá trình chấp hành pháp luật của người lái xe